Rồi. Cái ta. Ui, chú đốt à? Xuống xuống dưới kia đi. Chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay anh em mình theo chân kia bác thợ chuột này, anh em mình đi săn bắt tà chuột, lỗ đẹp chưa? Có lỗ đẹp này. Đây có lỗ đẹp này. Lỗ đẹp thật này. Đấy. Thiên thử khai mào cá cho nó có chưa? Đây các bác cái đang phát cỏ này. Thiên bỏ con chân ra để cho bác đi đấy. Anh em mình bắt chuột này để có hai tác dụng nhỉ, vừa là diệt được chuột phá hoại mùa màng cho bà con này, lại còn phát được cây cỏ để vệ sinh này, hay lại còn có cái ăn thu nhập kinh tế. Đấy đâu đấy đâu đấy, không luôn đẹp đấy. Đâu. Chạy về, có con chạy xuống rồi. Đúng rồi đấy nào. Ôi vậy vít lô vào. Đây. Vô đi rồi. Ê, thư. Ôi giời, à, chạy chết rồi. Đây. Ôi trời, nó ra rồi, ra cả đàn rồi. Phải làm theo đàn đấy. Đuổi đây này, cứ đuổi đi. Ra mất hai con rồi. Cứ đuổi đi. Cứ đuổi lại đây đi. Chạy mất hai con rồi. Nó ra lỗ nào không phải ra lỗ đấy đâu. Kiểu nó động nó ra thôi chứ không phải nó ra lỗ. Nó ra tầm này này. Nó động ra thôi. Thấy ra tầm này này. Chứ không phải lỗ chính đâu. Đây. Lỗ này ra, nó ra lỗ nào? Đây này, nó ra đoạn này. Ra đoạn này cơ anh này. Đây. Và cái đấy, một con nó phi từ tầm đây này. Đấy, tầm đấy đấy. Tầm này này. Không biết nó nổi lỗ nào nhưng nó phi tầm này ra này. Đấy cho mọi người nhá, này. Đây. Đây. Quá to luôn. Trắng nhỉ? Đấy, trắng, béo trắng luôn. Trắng mút rồi. Không vàng. Chuột đan. Công nên nhớ là cái lỗ tôi khai mạc thì lúc nào nó cũng có chuột. Dự tính cái lỗ này khả năng phải tầm 100 con mọi người. Tầm 100 con. Tại vì về cái mùa này là đầu ruộng người ta gặt hết rồi. Bọn nó không còn chỗ trú ẩn nữa, thế nên là nó sẽ chui lên bờ. Tôi phải đào đi thật luôn, không phải đi theo chân ai cả, đúng không? Nó quay là vào chưa? Nó quay là vào đâu? Đã chỗ nào nhỉ?
Tí tí. Cái đoạn này này. Chạy đoạn dưới này này. Đâu đâu nhỉ? Kiểu cái bọn này nó hơi ở cái, nó miệng cửa hang thôi, nó thấy động phát nó ra luôn mà. Đấy lại quá đấy. Lại tiếp tục rồi. Lại có hàng rồi. Đấy. Cái này hơi nhỏ tí nhưng mà cũng thì được. Trước khi cho vào rõ là mình trang điểm nó phải là mua một khối đấy. Đó đấy là bẻ răng. Bẻ răng cho khỏi cắn. Trong lúc mình về mình làm thịt nó cũng dễ hơn. Đây ông Vũ được thay mặt cái mình có chuột. Đấy em chuột hết. Ngày hôm qua là được bao nhiêu cân đại cá? Hôm qua có 15 cân. 15 cân là công cao rồi. Hôm nay thì nhiều này đi. 15 cân hơi thì sao được. Đấy 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 đấy. Đấy. Ấy rồi rồi chạy liên tục đấy. Vi lô. Bắt cái kia bẻ răng đi. Rồi, đấy. Còn nhiều. Tâm chỗ tìm là còn nhiều. Đây. Đây. Ôi giời ơi. Không vô kịp. Không vô kịp ở đấy. Nào vậy? Nào vậy? Anh video này ra đấy. Không, mình có lỗ tung người nhá. Có lỗ tung người đấy. Những cái đoạn này mà không nhìn thấy lỗ đâu nhỉ? Thấy cỏ ơi. Đây, lỗ đâu? Đâu. Rồi, ôi. Đúng rồi, nó phi lên. Cứ phi lên rồi. Phi lên rồi, đây xong lên cầm. Đưa cái đọ đây. Bỏ cái đọ đằng trước kìa. Đấy, cái vịt đấy. Kéo ra rồi, ra hết rồi kéo. Nãy giờ nó chạy đấy. Đây, này. Đừng vô này. Cái đũa nó chui ra chui vào một nguyên một đám đông này. Vít đi, vít đi. Nhầy. Ừ, nhầy, nguyên đám đông này. Nguyên đám đông đây. Nguyên đám đông. Anh xem cái đám đông bây giờ. Đây, anh xem cái đám đông. Còn đám đông bây giờ. Đây, xem đám đông này. Đây mọi người này, một cái đám đông nhỉ. Đám đông như một cái gì? Cái gọi là cái cát nợn này, tích vậy này. Sợ thật nhỉ. Đống đông nữa này. Để lông lại đấy nhỉ. Để lông lại đây. Ừ đấy. Chuột nhiều nhỉ. Còn đấy ra mất rồi. Ông nó chui nó cống thì nó bắt được nó cống không thấy đâu. Đây. Không biết cái đoạn cuối đường hầm liệu còn không? Hết rồi. Không có chuối được. Nhiều quá. Anh em sẽ tiếp tục đào cái chuối đấy nhá. Đây vẫn còn hàng dưới này, vẫn còn hàng dưới này. Còn cái hàng dưới chưa? Mà đúng này đúng là chắc các bác cũng tập trúng ổ đây. Trúng ổ đây. Không, đào một trúng dưới này. À, nó lấp ở chỗ này này. Đấy mọi người nhá, xong rồi truy bắt thì anh em mình đã bắt được một số chuột rồi. Đấy. Anh em mình xin phép kết thúc video đây nhá. Mọi người vào xem nhớ like, đăng ký, like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Chào tất cả mọi người nhá.